Kính thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng có cho rằng việc đăng kiểm phương tiện cơ giới trong thời điểm hiện nay thì không đáng lo. Tôi cho rằng Bộ trưởng nói chỉ đúng một phần thôi. Bằng một số giải pháp cấp bách hiện tại, ví dụ như là sửa ban hành cái thông tư 08, kéo giãn cái thời gian đăng kiểm đối với chu kỳ đăng kiểm đối với cái phương tiện cá nhân dưới 7 chỗ, thì đấy là chỉ giải pháp trước mắt. Tôi cho rằng với 75% các trung tâm đăng kiểm hiện nay là do các doanh nghiệp ngoài nhà nước đang thực hiện, mà doanh nghiệp ngoài nhà nước đang thực hiện ý, thì khi họ đầu tư thì họ phải thu hồi lại vốn. Mà với một cái cơ chế tài chính như hiện nay thì tôi cho rằng ý, rất khó có thể mà các cái doanh nghiệp này có thể duy trì được các cái trung tâm đăng kiểm mà họ xin phép đã được thành lập ra. Đơn cử như là một cái việc rất đơn giản thôi. Chúng ta giãn cái chu kỳ đăng kiểm thêm 6 tháng. Thì bây giờ các cái trung tâm đăng kiểm tư nhân là đến thời điểm hiện nay là lại như vậy, lại không có việc làm. Mà không có việc thì không có thu nhập. Mà không có thu nhập thì đăng kiểm viên họ sẽ đi chỗ khác. Doanh nghiệp sẽ dẫn đến phá sản, giải thể. Do đó tôi thấy rằng trong cái thời gian tới, chúng ta cần phải có một cái đổi mới về cái cơ chế tài chính. Vì bản chất ở đây là cái việc cung cấp dịch vụ đăng kiểm là dịch vụ công. Khi nhà nước, xã hội làm được mà nhà nước không làm, thì phải tạo điều kiện để cho các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước làm. Thì đây là một cái giải pháp tôi cho nó mới bảo đảm cái tính lâu dài. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ có kéo giãn ra rồi vẫn giữ các cái cơ chế tài chính hiện nay thì rất khó có thể tồn tại các trung tâm đăng kiểm do các doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện như hiện nay. Xin hết. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu R02 Trần Thị Kim Nhung, Đoàn Quảng Ninh, nêu vấn đề tranh luận. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng. Trong cái trả lời của Bộ trưởng đối với chất vấn của đại biểu Bích Ngọc Hòa Bình thì có nêu là thiếu hụt nhân viên đăng kiểm. Tôi cho rằng là cái nguyên nhân mà cái thiếu hụt nhân viên đăng kiểm này thì cũng có một phần trách nhiệm của Bộ mà Bộ trưởng chưa chỉ ra. Và trong báo cáo 555 của Bộ gửi đến Quốc hội thì cũng có nêu là cái tình trạng mà ùn ứ phục vụ nhân dân cũng như là khủng hoảng cái hoạt động đăng kiểm. Thì đây có phải là cái trách nhiệm chậm trễ trong cái việc là không chủ động hoặc là chưa phối hợp với các bộ ngành cơ quan hữu quan để kịp thời đưa ra một cái phương án ứng phó thay thế trước khi mà dẫn đến cái tình huống là phải tạm dừng hoạt động hoặc là thiếu hụt nhân lực đăng kiểm? Vì Bộ Giao thông Vận tải thì là một cơ quan giúp cho Chính phủ trong cái quản lý về đăng kiểm, thì Bộ sẽ là người hiểu hơn ai hết về cái tác động tích cực, cái tác động tiêu cực đến cái gây xáo trộn đến đời sống của người dân cũng như là trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu như thiếu cái dịch vụ về đăng kiểm. Và theo tôi thì đây cũng là vấn đề mà cần phải bảo đảm để quán triệt cái yêu cầu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh về cái bài học mà Bác Hồ và ông cha ta đã dạy, là trong phòng chống tham nhũng tiêu cực thì phải làm sao và phải có cái cách làm khôn khéo để đánh chuột không vỡ bình. Và tức là phải giữ được cái sự ổn định, mà ở đây thì chính là sự ổn định trong cái thực thi công vụ để bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp cho nó giữ được cái hoạt động bình thường. Và đây cũng là vấn đề mà tôi cũng rất mong muốn được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà để làm rõ thêm cái trách nhiệm của Chính phủ trong cái chỉ đạo điều hành. Và cũng nhân đây, cho phép tôi được gửi đến Phó Thủ tướng Lê Minh Khái một đề nghị là thông qua cái vụ việc đăng kiểm lần này thì có rút ra cái bài học kinh nghiệm gì trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Để bảo đảm được cái công tác phòng chống tham nhũng thì ngày càng thực chất, thực sự có hiệu quả và thay đổi về chất, nhưng mà vẫn đảm bảo yêu cầu là đánh chuột không để vỡ bình. Tôi xin hết, xin cảm ơn Quốc hội, xin cảm ơn Bộ trưởng. Trước hết thì tôi xin được trả lời ý kiến tranh luận của đại biểu Nguyễn Trường Giang ở Đắk Nông. Báo cáo với Quốc hội, những cái vụ việc xảy ra trong cái hoạt động đăng kiểm vừa qua thì hết sức là nghiêm trọng và đã gây ra cái hệ lụy rất là lớn. Nhân dân thì phải chờ đợi, doanh nghiệp cũng phải chờ đợi, rất vất vả trong hoạt động đăng kiểm, đi ngược đi xuôi mà cũng không đăng kiểm được. Và có tới 600 lãnh đạo cục đăng kiểm, cán bộ công chức viên chức, rồi các đăng kiểm viên
bị khởi tố. Và chúng ta biết là chúng ta có 281 cái đơn vị đăng kiểm thì có tới 106 trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa. Và chính vì thế thì vừa qua thì chúng tôi cũng phối hợp rất là chặt chẽ với các bộ ngành, đặc biệt với Bộ Công an, để mà tập trung tháo gỡ vào vấn đề là làm thế nào để khôi phục lại toàn bộ cái hoạt động đăng kiểm phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Thế và cũng ngay từ khi mà bắt đầu về nhận công tác thì cũng báo cáo với đại biểu là tôi cũng đã rất chủ động trong cái việc là nghiên cứu để làm thế nào điều chỉnh lại các quy định đăng kiểm cho nó phù hợp với cái thông lệ quốc tế và đặc biệt là tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Thế và vừa qua thì Bộ đang triển khai cùng lúc hai việc. Một là khắc phục để phục hồi lại hoạt động của các cái trung tâm đăng kiểm. Nhưng cái thứ hai nữa là cũng cùng với việc đó thì phải thực hiện rà soát lại toàn bộ cái hoạt động đăng kiểm. Để gì? Để phải hiện đại, để phải thông thoáng. Vẫn đảm bảo chặt chẽ nhưng phải đảm bảo thông thoáng. Vừa qua thì Bộ đã sửa đổi cái thông tư, đã ban hành thông tư 02 để mà thực hiện có hai cái điểm đáng lưu ý. Một là vấn đề miễn cái đăng kiểm lần đầu cho các cái xe mới. Hai là giãn các cái chu kỳ đăng kiểm để nó phù hợp với quy định của các cái nước trong khu vực. Và chắc chắn là cái việc này sẽ giảm cái thời gian rồi cái chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Và cùng với cái việc đó thì vừa qua chúng tôi tiếp tục sửa đổi thông tư 16, ban hành thông tư 08 trong cái việc là khi giãn thì tự động giãn mà không cần thiết phải đem xe đến, phải khám xe, sau đó thì mới cấp cái tem kiểm định. Thì vừa đỡ lãng phí và gì, người dân không phải đem đến. Chúng ta xử làm được cái việc này thì là nó tiết kiệm được cái thời gian cho 1.390 xe. 1.390 xe, báo cáo với các đại biểu như vậy. Và cùng với việc đó thì còn ba cái việc nữa mà chúng ta phải xử lý nốt để gì, hoạt động đăng kiểm chắc chắn sẽ trở lại bình thường. Việc thứ nhất là chúng ta phải thực hiện cái việc liên quan đến cái việc điều chỉnh cái cơ chế tài chính như là đại biểu nói là chúng ta phải làm. Và vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp với Bộ Tài chính và đã đưa vào dự thảo luật giá để loại bỏ cái giá đăng kiểm ra khỏi cái danh mục giá mà hiện nay chúng ta đang quản lý. Để thị trường quyết định, vì hiện nay là tới trên 75% là doanh nghiệp rồi. Doanh nghiệp tư nhân người ta làm. Do vậy là để thị trường quyết định cái việc này. Và có như thế thì mới đảm bảo được cái thu nhập cho các đăng kiểm viên. Đúng như là đại biểu Nguyễn Trường Giang nói thì cái việc này chúng tôi cũng đã làm rồi. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tiếp tục tập trung mạnh mẽ vào cái việc đào tạo, tuyển dụng và đào tạo cán bộ đăng kiểm. Để trong cái thời gian trong vòng 3 tháng này thì chúng ta có đủ lực lượng để bố trí trở lại cho tất cả các cái trung tâm đăng kiểm. Và như vậy tất cả các dây chuyền đăng kiểm khi có đủ nhân lực rồi sẽ hoạt động trở lại bình thường. Cùng với cái việc chúng ta gia giãn các cái điều chỉnh các cái kỳ đăng kiểm thì như vậy là chúng ta không bị áp lực nữa. Và chúng tôi cũng đang đưa vào các cái ứng dụng công nghệ thông tin để chúng ta kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu tối đa cái việc kiểm định thủ công, đồng thời thực hiện cái việc là đăng ký đăng kiểm là qua mạng và thanh toán chuyển khoản hết. Chúng ta làm như nước ngoài ấy, đúng giờ ngày giờ thì chủ phương tiện đem phương tiện đến, không phải đưa đến để xếp hàng để như trước đây nữa. Thì báo cáo với đại biểu như vậy thì chúng tôi cũng rất là ghi nhận ý kiến của đại biểu Nguyễn Trường Giang. Tôi xin trả lời ý kiến của đại biểu Trần Thị Kim Nhung liên quan đến cái vấn đề liên quan đến cái trách nhiệm của Bộ vấn đề thiếu cán bộ đăng kiểm. Thì báo cáo với đại biểu Trần Thị Kim Nhung như tôi trao đổi là cái vụ việc đăng kiểm xảy ra là hết sức đáng tiếc. Và 600 chúng ta chỉ có tổng số xấp xỉ 2.000 thôi. Hơn 2.000 đăng kiểm viên mà chúng ta đã mất tới gần 1/3. Đấy. Và khi
để tuyển dụng được một đăng kiểm viên là báo cáo với đại biểu Quốc hội là mất rất nhiều thời gian. Một là đào tạo này, đào tạo tuyển dụng này, tuyển dụng và trải qua rất nhiều cái bước đào tạo rồi là để cấp chứng chỉ. Là nếu đúng theo quy trình bây giờ phải mất cả năm. Đây là một vấn đề. Cho nên khi cái vụ việc đăng kiểm xảy ra thì Bộ Thông đã phải xử lý tình huống bằng một số việc. Một là chúng tôi đã phải đề nghị Bộ Công an, đề nghị Bộ Quốc phòng để hỗ trợ lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, của Bộ Quốc phòng sang. Cái thứ hai, chúng tôi phải huy động cái đăng kiểm viên ở tất cả các trung tâm đăng kiểm trong toàn quốc để về các cái trung tâm đăng kiểm mà đang thiếu hụt để hỗ trợ. Và thậm chí là còn phải tận dụng, phải mời gọi cả những bác, những chú đăng kiểm viên mới nghỉ hưu nhưng còn đủ sức khỏe để quay lại để làm việc. Thế rồi là gì? Làm việc ngoài giờ, không kể ngày nghỉ, không có ngày Tết. Báo cáo với đại biểu như vậy. Thì đây là một cái trường hợp bất khả kháng. Và trong cái quá trình vừa qua thì tôi cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt cái việc này, là hiện nay là trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã tuyển dụng được và chuẩn bị được nguồn nhân lực khoảng 350 nhân lực đăng kiểm viên. Và cùng với việc là sắp tới sẽ trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại cái nghị định 139 về quy định về hoạt động đăng kiểm để chúng ta có cái cơ chế điều chỉnh lại. Không nhất thiết là gì, một cái dây chuyền đăng kiểm là phải có tới 3 đăng kiểm viên. Thì báo cáo với đại biểu như vậy thì chúng ta sẽ tận dụng được thêm một số đăng kiểm viên. Và như vậy thì cái nguồn nhân lực phục vụ cho cái công tác đăng kiểm trong thời gian tới chắc chắn là sẽ đầy đủ. Và tôi cũng xin cam kết với các đại biểu của Quốc hội là chỉ trong vòng cuối hết tháng 6 này và chậm nhất không quá đầu tháng 7. Thực ra bây giờ đã hoạt động trở lại bình thường rồi. Nhưng mà chắc chắn hoạt động đăng kiểm sẽ, các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại bình thường. Tôi xin trả lời ý kiến của đại biểu Trần Thị Kim Nhung.